Mình sẽ dùng cái lá cao su rồi mình bắn tôm cho em xem ấy. Thôi chơi liều luôn đâu nhá. Hôm nay chơi lớn luôn. Ra rồi, hô của máy quay rồi. Bỏ mẹ mình rồi. Bỏ mẹ mình rồi anh em ơi. Ôi trời ơi, hô kín máy quay rồi. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Ui tấn công rồi. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Bắt đầu mình tính mình quay thôi. Đã thế hậu cáo giở nhục luôn anh em nhá. Chúa chết anh em ơi. Ây yo, xin bắt đầu trở lại với channel hậu cáo nha anh em. Hôm nay quyết định là đi xịt tội cho em xem một lần nữa anh em ạ. Đó, tiếp tục dụng cái lá cao su thần công của mình nha anh em. Cái này bắn khẳng định là ok anh em ạ. Thực sự với anh em nhá, cái địa điểm này cực kỳ nhiều thú để mình sinh tồn anh em. Đi sinh tồn thôi, chó chết anh em ơi. Ok anh em nhá. Khẳng định với anh em, chỗ này rất nhiều cò và cua anh em ạ. Nên là hôm nay mình sẽ tiếp tục dụng cái lá này đi săn cho em xem nhá. Đã cấp thượng thừa luôn anh em ạ. Và nếu như anh em nào có nhiều ý tưởng khác, comment thì bên dưới mình sẽ thực hiện cho em xem nhá. Chó chết anh em ạ. Đi rồi. Ơi, đi sinh tồn vui không? Vui chứ nữa. Ok anh em nhá, đã cấp thượng thừa luôn. Mình đã nói rồi, chơi hậu cáo không bao giờ sẽ chết đuối anh em ạ. Tại vì sao? Hậu cáo có kỹ năng sinh tồn tuyệt vời luôn nha anh em. Nãy nha anh em, chỗ này đánh động khá là nhiều chứ không phải rất nhiều cò và cuốc nó nhảy xuống đây anh em ạ. Cò ngoài đây là một cái loại cò trắng tinh rất là to nha anh em. Nếu mà mình cứ đứng đây mình phục một tí thôi kiểu gì cũng dính anh em ạ. Và anh em biết rồi đấy, cò bắn rất là dễ nha anh em. Tại vì cò nó khá là to, mắt mở mắt nhắm là cũng bắn được nha anh em. Ok anh em, phát hiện ra thằng nào để quên con dao anh em ạ. Hôm nay thì lại có vũ khí mới rồi anh em ơi. Chỗ này mình phát hiện ra một buồng dừa nha anh em. Tiện là mình đã khai quật cho em xuống anh em ạ. Làm quả đớp chơi chơi vậy anh em nhờ. Ấy, ui ui, có người bé trộm bên này. Em thấy chưa? Có cái vết bé trước nha anh em. Chỗ này hay có chim nó về làm tổ lắm, rất là cò và cuốc. Mới lại cu gáy nữa, hay làm tổ ở trong cái trạc này đấy. Điền trộm của dừa anh ạ. Ui thật. Úi giời ơi. Có lương thực rồi anh em ơi. Ừ. Hú vía chưa nghe. Ui giời, nước tớ nữa anh ấy. Mà anh em nhá, hiện tại nó khá là lắng anh em ạ. Nên là mình xơi tạm quả dừa trước, tí sinh tồn sau. Ui ngọt thế. Ui ngọt lắm. Đã đời anh em ạ, sướng lắm. Mình phát hiện ra chỗ này rất nhiều cá anh em nhá. Đố anh em biết cá gì? Bây giờ mình thử vớt xem vớt được không anh em ạ. Tự nhiên thấy cái vợt thế là vớt cho em xem. Rồi được rồi. Ui ôi, vợ tí lướng ăn thì ngon nha anh em. Phê thật đấy. Đây. Tôi tặng mấy con cho em xem nhé. Đồ, nhiều lắm anh em ơi. Còn nữa này. Ôi, 3 4 con rồi anh em ạ. Đây. Để mình coi em xem. Trời ơi, anh em biết cá gì không? Cá trạch nha anh em, trạch đồng. Nhiều thật sự nha. Bọn này bây giờ chiên giòn nướng thì đúng là nhức cái lách bá cháy bọn chết luôn anh em ạ. Phê thật sự nha. Không hiểu sao nữa. Ở đây người ta quay bạt ra đấy, xong người ta nuôi chỗ này rất là nhiều anh em ạ. Chỗ này mình nghĩ phải mấy tấn cá đấy. Mà cá bây giờ nó vẫn còn nhỏ. Đó. Ui nhiều con nó béo lắm anh em ạ, to kinh nha. Cá trạch đồng phê thật sự. Thôi mình lại thả xuống thôi. Định nướng nhưng mà thôi. Hiện tại thì bị rơi mất vợt, thế là nhờ ông anh ra vớt cho mình. Kinh, ông anh xăm quá đẹp thật đấy. Mình trước thích xăm đó nhưng mà mình sợ đau anh em ạ. Ui ôi, tiếc quá anh em ạ. Chim nó bé quá anh em. Nếu mà cò khẳng định là chết nha anh em. Phí thật sự nha. Ui giời ơi. Ôi giời ơi anh em đéo biết chứ. Toàn bồ hồi thật sự nha anh em. Trời ơi, nãy mình bắn con chim nó bay ở trong đấy anh em. Trời ơi bắn trúng tụi ông anh em ạ. May mà mình không đứng gần ấy. Nãy mà bắn trúng chim mà mình vào mình nhặt thì khéo đốt mình chết anh em ạ. Bây giờ nó bắt đầu nó bu tập tụ đấy, mình mới tiếp tục mình quay em xem. Phát hiện ra ngay tụi ông vàng nha anh em. Hôm nay tiện anh em, mình đã dùng cái lá cao su rồi mình bắn tụi ông cho em xem ấy. Chưa đây đúng không? Mình chưa bao giờ mình dùng cái lá để bắn cho anh em xem. Hôm nay khẳng định mình đã dùng cái này mình bắn tẻ chơi tí anh em ạ. Hôm nay thử thách tí không biết. Thôi chơi liều luôn đâu nhá. Hôm nay chơi lớn luôn. Đã bảo rồi chơi mẫu cáo phải chất thiểu nhá. Đã cấp thượng thừa nhá. Đây phát hiện con tổ ong vàng to phết anh em ạ. Hôm nay ra khai quật cho em xem thôi. Đã cấp nhá. Nói chung thì dám thật sự. Lãi mờ kiểu là mình bắn là phát đấy. Cả đàn nó bâu ra. Ghê thật nhá. Nói chung thì bây giờ mình bắt đầu rèn rén đấy. Anh em này quân nó khá đông nha anh em. Sợ thật. Ghê nha. Ui hồ. Ra rồi. Hô của máy quay rồi. Bỏ mẹ mình rồi. Bỏ mẹ mình rồi anh em ơi. Ôi trời ơi. Hô kín máy quay rồi. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Ui ui ui. Ui nó tấn công rồi. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Thôi. Ghê quá ghê quá. Thật sự với anh em, mình chưa kịp làm gì anh em ạ. Thế mà nó đã tấn công mình. Được rồi, ban đầu mình tính mình quay thôi. Đã thế hậu cáo giở nhục luôn anh em nhá. Chúa chết anh em ơi. Hôm nay khẳng định bắn cho em xem nhá. Đã cấp thượng thừa luôn. Cay thật sự. Chưa làm gì mới có quay vào một tí thôi. Thế mà cả lũ ra nó cắn mình. Đi về đốt nào chưa? Tao chưa hội nhưng mà lúc đuổi tao rồi hội. Được rồi, yên tâm. Hôm nay mình đã xử lý hết anh em ạ. Đi rồi. Nói chung số mình vẫn còn đỏ thật sự anh em ạ. Anh em xem này. Một tổ ong vàng. Cái này ngược sáng lắm, nói chung được quân đông lắm. Để bây giờ mình tiến là mình quay em xem thôi. Trời ơi, ai ngờ làm tổ ở đây chứ.
Mình cũng tưởng là tổ ông vàng bây giờ bắt đầu di cư hết rồi. Ai ngờ vẫn còn tổ anh em ạ. Sợ thật. Mà ông vàng anh em, tổ này cũng vừa nhỏ nhỏ thôi, trước mình bắt được vài tổ to thật anh em ạ. Đó, để hôm nào mình cầm lá cao su mình đi săn tổ ông khác cho em xem nhá. Hôm nay tiện anh em, thôi không bắn chim nữa, ra đây khai quật tổ ông này, nghịch cho em xem, giải trí tí anh em ạ. Đi đây. Hả? Phát này nghịch khôn tí nhá. Thôi nhưng tao vẫn sợ ạ. Không sợ lắm rồi, chơi hậu cáo thì không sợ đâu. Có gì hậu cân sống tổ ông này luôn nhá. Hậu cáo có kỹ năng sinh tồn, vướng cái gì, đúng không? Hết suốt. Ra rồi. Ui, cả đàn ơi. Cả đàn. Giữ thế. Ui. Đù. Ui. Cả đàn anh em ạ. Đâu. Đúng rồi, sợ không quay được ấy. Không quay được. Sợ thế. Rụng tổ nha. Ui trời, nó kéo là kinh quá anh em ạ. Trời ơi, nguyên cả đàn luôn anh em. Sợ thật. Ghê nhá. Ui, nó kéo cả đàn. Hay ý, trò hay ý. Sợ quá anh em ạ. Nguy hiểm thật. Tung tổ này. Tung tổ nha. Đi. Vào tháo que ra chọc. Lấy que ngắm thôi. Lấy que ra. Đó chọc. Nó đốt mày ơi. Chạy. Đi đây nào. Đốt chưa? Chưa đốt. Mày vào lấy cái này cái. Ghê quá anh em ạ. Hú vía nha. Sợ thật. Ui. Đít ơi là đít. Hả? Không sợ. Vướng gì? Ừ. Rụng rồi anh em ơi. Ra lấy que. Mình ra mình lấy que mình chọc cho anh em. Rụng rụng dọc mỗi phát rụng luôn anh em ạ. Sợ thật. Ấy. Hí xê. Rụng rồi. Xuống ảo. Đâu nhỉ? Ấy, tổ rồi. Đây rồi anh em ơi. Được của nó nha. Nó rất rụng luôn. Đây rồi. Xem con nhộng không? Đập phát rụng luôn anh ạ. Con hói rồi. Ui ơi, đen rồi. Hôm nay đói rồi. Phí rồi. Đâu nhỉ? Đợt tụi ông đây. Mày đốt lại chưa? Chưa. Anh em không biết chứ, nãy không biết mình có kịp quay không. Nó ra đuổi mình đúng hú vía anh em ạ. Nó cứ lao thẳng vào xong mình đặt máy quay phát nó lao cáo luôn. Sợ thật đấy. Ghê nhá. Sợ thật đấy. Tổ này trong này mà nhiều quân nhỉ. Tổ này bây giờ nó cuối mùa, nó sẽ không có nhộng đâu anh em ạ. Chủ yếu mình gặp ấy, mình bắn tổ chim mình phá đi. Chứ nhỡ mày mà không ai biết thì ra nó đốt chết anh em ạ. Đây là mình phá tổ đi nha anh em. Và cái mùa này bên trong thì nó hỏng, nó gọi như là nó không có gì bên trong ấy. Tại vì quân nó kéo đi hết, cái mùa lạnh là như vậy. Chứ mùa hè thì bộ này rất là nhiều nhộng nha. Tổ này chắc mấy cuộn mấy tháng ấy, nhưng bây giờ mùa ấy nó cuốn hết, nó thay hết. Phí nhờ. Hôm nay gặp được bữa này ra cái lướng ăn thì ngọt lắm anh em ạ. Hết sảy con nào bấy luôn đấy. Ok nha anh em, hôm nay một buổi sinh tồn khá là thú vị anh em ạ. Mặc gì không có nhậu anh em ạ. Nhưng mà thứ nhất là trải nghiệm rất là vui nha anh em. Bán phát ra đuổi, ghê thật sự ấy anh em ạ. Đó, chơi quả căng thật. May ấy, mình hôm nay mình bắn để mình cứu người khác anh em ạ. Chứ không có ra nó cắn người khác thì đúng rồi ấy, đúng không anh em. Sợ thật đấy, mình cứ sợ mà. Nó đốt mà cả máy quay là anh em biết như nào. Ông rất là dữ anh em ạ, cả đàn mà. Đó, hôm nay thì thực sự bây giờ mình khá là mệt đấy. Chưa săn được con gì hết anh em ạ, phí thật. Để hôm nào mình đi sinh tồn tiếp nha. Và cái chỗ này khẳng định với em rất là nhiều cò. Nhưng bây giờ tầm trưa ấy, nó đi hết anh em ạ. Tầm sáng hoặc tầm tối ấy, thì bắn rất là sướng. Để hôm nào mình sẽ có một chuyến đi săn đêm cò cho em xem nha. Săn đêm thì soi đèn phát, cò nó không chạy đâu. Nó đứng nằm im, đứng cho mình bắn đấy. Để hôm nào mình đi bắn cho em xem. Và khu vực này thì có tầm mấy chục con cò, nó đi vô đàn. Thích thật. Tại vì cái chỗ này bây giờ ruộng lúa tầm bỏ hoang hết anh em ạ. Như anh em nãy mình quay em xem đấy. Đây là cò cuốc rất là nhiều. Và kiểu như là nước cạn. Nó xuống nó bắt tôm, bắt tép, bắt cá, loại cá nhỏ này. Đó. Nếu các bạn cảm thấy video hay nhớ bấm đăng ký kênh hỗ trợ quảng cáo nhá. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Cáo chào cả nhà, bye bye. Chào nhà, bye bye anh em. Chào chết đây các bạn. Thượng thừa nhau.